con cò đội nắng dầm mưa, tối tăm mờ mịt, ai đưa cò về. Đã hơn 2 năm qua, người mẹ già vẫn từng ngày chăm sóc cho đứa con gái bé nhỏ của mình. Bà là Hoàng Thị Sau, mẹ của cô giáo Lý Hoàng Kiều Chinh, giáo viên môn tin học của trường trung học cơ sở Trần Phú, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Từ nhỏ, cô Chinh đã sớm mồ côi cha và sống chung với mẹ. Chính mẹ là người đã bán từng tấm vé số để nuôi cô ăn học. Những tưởng hạnh phúc sẽ đến với căn nhà nhỏ, với những con người vốn đã quá khốn khổ. Nhưng không, số phận trớ trêu khi 2 năm trước, một biến cố kinh hoàng ập đến, khiến gia đình bất hạnh này lại chồng chất thêm nỗi đau. Đó là khi cô Chinh phát hiện ra mình bị căn bệnh ung thư đại tràng. Bệnh diễn biến quá nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, người con gái vốn lanh lợi khỏe mạnh ấy bỗng chốc trở thành bệnh nhân nằm liệt giường, cơ thể chỉ còn da bọc xương. Bao nhiêu gánh nặng lại một lần nữa đặt lên đôi vai của người mẹ già ngày đau mai yếu. Đau đớn vô cùng lắm, buồn ghê lắm. Trước mặt con cô thì cô vui vẻ để con sống qua ngày, con sau lưng là cô cứ khóc riết. Sau lưng con là cứ nước mắt cứ chảy. Là một người mẹ mà thấy con mình bật thân rồi mình đau khổ ghê gớm lắm. Ruột gan là đau từng cơn nữa. Ở cái tuổi 31, cái tuổi tràn đầy sức trẻ, niềm tin và hy vọng, cô Kiều Chinh đáng lẽ được sống trong những tháng ngày tươi đẹp nhất. Thế nhưng căn bệnh ung thư đại tràng quái ác bất ngờ ập đến đã tước đi của cô giáo trẻ mọi thứ tuyệt vời, từ tinh thần cho đến công việc và cuộc sống cá nhân. Sức khỏe của cô yếu dần, các ước mơ hoài bão cũng đành gác lại, kể cả công việc dạy học ở trường. Thay vào đó là cuộc hành trình đấu tranh giành sự sống. Trên chặng đường gian nan nhọc nhằn đó, may mắn thay, cô còn có sự động viên của tập thể các giáo viên trường trung học cơ sở Trần Phú, những người thường xuyên thăm hỏi, tiếp thêm sức mạnh cho cô vượt qua nghịch cảnh. Trên không khá là nó rất là yêu nghề, rất là nhiệt tình, cho nên là khi nghe vậy là mình cũng sốc, mà đặc biệt là cái hoàn cảnh của Trinh nó rất là nó neo đơn. Được rất nhiều thầy cô và học sinh yêu mến, trong công tác giảng dạy thì cô cũng rất là nhiệt tình. Qua 2 năm đầu tiên cô giảng dạy thì qua năm thứ 3 là cô cũng mạnh dạn đăng ký tham gia thi giáo viên dạy giỏi huyện. Thì cũng rất may là cô rất nhiệt huyết, do vậy nên cô cũng đạt được cái danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Cuộc đời của bà Hoàng Thị Sau là những chuỗi ngày không may mắn, khi chồng mất sớm, một mình phải tần tảo nuôi 3 con. Trong đó cô Chinh là người con út được bà hết sức yêu thương. Từ khi con gái mắc bệnh ung thư, người mẹ này lại một lần nữa nuốt ngược nước mắt vào trong, cố gắng làm lụng, cản đáng mọi việc lớn nhỏ để kiếm tiền lo thuốc thang cho con. Ấy vậy mà bà cũng chưa một lần oán trách. Để có tiền, bà trở lại mưu sinh bằng công việc bán vé số. Ở tuổi xế chịu, không biết những xấp vé số này liệu có mang đến cuộc sống đủ đầy cho 2 mẹ con. Có lúc nó đau nhiều lắm, nhưng mà mình cố gắng, mình chịu đựng. Cố gắng chịu đựng thế nào mà chịu đựng hết nổi nữa rồi á, thì mới nhờ mẹ chích thuốc cho. Ước mơ bây giờ của mình là mong sao có sức khỏe để mình đi dạy học. Nó là cái công việc mà mình yêu thích nhất. Với mình cũng mong là mình có sức khỏe để mình có thể làm những cái công việc có ích cho đời, cho người.